về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Rất vui vì lại được gặp lại các em học sinh lớp 6 ở bài học số 3, làm trò số thập phân và ước lượng kết quả. Thì trong bài học này của chúng ta sẽ có 4 từ khóa. Từ khóa thứ nhất là làm tròn số thập phân, từ khóa thứ hai là quy tắc làm tròn, từ khóa thứ ba là hàng quy tròn, từ khóa thứ tư là ước lượng kết quả. Và ở đây này, cô có một câu hỏi, đấy là gì nhỉ? Làm tròn số thập phân âm như thế nào, đúng không? À, tại sao người ta chỉ hỏi số thập phân âm thôi? Tại vì số thập phân dương chúng ta đã được học ở như tiểu học, cái cách mà chúng ta làm tròn nó rồi, đúng không? Vậy thì ở như lớp 6 này, chúng ta sẽ mở rộng cái cách làm tròn số thập phân đối với cả số thập phân âm và số thập phân dương. Để mà khi mà chúng ta có thể gặp một số thập phân bất kỳ, người ta yêu cầu chúng ta làm tròn thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được, đúng không? Vậy thì để hiểu hơn về cái cách làm tròn số thập phân, cô gọi chung nhé là cả số thập phân âm và thập phân dương, thì cô gọi chung luôn là cái cách làm tròn số thập phân. Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần một nhỏ này, làm tròn số thập phân. Và ở đây cô có một cái hoạt động số 1. Thì hoạt động số 1 của cô như sau. Bạn Dũng muốn chia một thanh nẹp gỗ này dài 1 mét ra 3 phần bằng nhau để làm 3 cái thước kẻ tặng các bạn. Em hãy giúp bạn Dũng đo chiều dài mỗi phần, đúng không? À, tức là chúng ta có thanh gỗ dài 1 mét, đúng không? Và chúng ta cần làm thước kẻ và chúng ta phải chia thành 3 phần bằng nhau. Ý B này, em hãy làm tròn số 33,333 đến hàng đơn vị rồi đến hàng phần trăm. Được chưa? Vậy là chúng ta quan sát nhé. Ở đây có cái hình vẽ là cái thước dài 1 mét, đúng không? Này, cái thước dài 1 mét của chúng ta, à, cái thanh gỗ dài 1 mét của chúng ta này. Và bây giờ chúng ta phải chia thành 3 phần, đúng không? Thì đương nhiên là cái thanh gỗ của chúng ta đã dài 1 mét rồi. Thì khi mà chúng ta chia thành 3 phần thì chúng ta chính là lấy cái 1 mét này này, đúng không? Chúng ta chia cho 3, đúng không? Vậy là chiều dài của mỗi cái thanh gỗ này sẽ là mấy nhỉ? À, 1 phần 3, đúng không? 1 mét mà chia cho 3 thì chiều dài thanh gỗ chính là 1 phần 3. Được chưa? Vậy là đo được chiều dài mỗi phần này chính là mấy nhỉ? À, chính là 1 phần 3. 1 phần 3 mét, đúng không? Đây, hoạt động 1 này. Hoạt động 1 thì lúc này chúng ta sẽ đo được gì nhỉ? Chiều dài một cái thước. Chiều dài một cái thước là này, đúng không? Chúng ta sẽ có gì nhỉ? 1 và chia cho 3 thì chính là mấy nhỉ? 1 phần 3 mét, đúng không? Vậy là chiều dài mỗi cái thước sẽ là 1 phần 3 mét, đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang ý B này. Làm tròn số gì? 33,3333 đến hàng đơn vị rồi đến hàng phần trăm, đúng không? Thì cái này đã được học ở tiểu học rồi. Bây giờ cô sẽ viết lại nhá. Cái số của cô là gì nhỉ? 33,333, đúng không? Đầu tiên cô làm tròn nó đến hàng gì? Hàng đơn vị, đúng không? Thì cô phải xác định được này, hàng đơn vị của cô ở đâu? Hàng đơn vị ở đâu nhỉ? Đây, đúng không? Nào, làm tròn này đến hàng đơn vị. Chúng ta quan sát nhé. Nào, đến hàng đơn vị, cô phải xác định được hàng đơn vị, đúng không? Hàng đơn vị đây. Cô sẽ gạch chân này. Thì khi mà cô làm tròn đến hàng đơn vị có nghĩa là gì? À, cô phải nhìn sang cái số bên phải ngay cạnh cái số đấy, đúng không? Nó là số mấy nhỉ? À, nó là số 3, đúng không? Thì cái hàng đơn vị này của chúng ta thế nào nhỉ? À, giữ nguyên, đúng không? Còn cái phần mà ngay sau hàng đơn vị này của chúng ta này là phần thập phân thì chúng ta phải bỏ đi, đúng không? Vậy thì làm tròn đến hàng đơn vị này, số này, đúng không? Ta được là gì nhỉ? Ta được kết quả là 33, đúng không? Và tiếp tục này, bây giờ chúng ta sẽ làm tròn cái số này đến hàng gì nhỉ? À, đến hàng phần trăm, đúng không? Làm tròn số này đến hàng phần trăm, đúng không? Nào, bây giờ cô viết lại cái số đấy nhá.
Bây giờ chúng ta xác định cho cô là hàng phần trăm của chúng ta ở đây là đâu nhỉ? Nào, đây là hàng hàng gì nhỉ? Hàng phần phần 10 đúng không? Còn đây là hàng phần phần trăm, vậy cô phải gạch cái số ở đây đúng không? Sau đó cô nhìn sang bên phải của nó này, thì cái số liền với nó là số gì nhỉ? Số 3 đúng không? Mà chúng ta biết rồi, nếu mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì chúng ta sẽ cộng với cái gì? Cộng với cái hàng mà chúng ta cần làm tròn này thêm một đơn vị. Còn nếu mà bé hơn hoặc bằng bé hơn 5 thì đối với cái số đấy mà ở phần thập phân thì chúng ta sẽ bỏ đi đúng không? Còn đối với nó mà ở ở gì nhỉ? Ở phần nguyên thì chúng ta sẽ thêm gì? Thêm số 0 đúng không? Vậy lúc này ta được kết quả là gì nhỉ? ba mươi ba đúng không? Tại vì cái số 3 này của chúng ta nhỏ hơn 5 nên chúng ta phải bỏ đi vì nó cũng đang ở phần gì nhỉ? Phần thập phân nữa đúng không nào? Bây giờ chúng ta và cô chúng ta ở cùng quan sát cái quy tắc làm tròn số thập phân. Thì chúng ta có quy tắc như sau: khi làm tròn các số thập phân đến hàng nào thì hàng đó gọi là hàng quy tròn, được chưa? Nhớ này, làm tròn đến hàng nào thì hàng đấy gọi là hàng quy tròn này. Muốn làm tròn một số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước như sau: gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn, nhìn sang chữ số ngay bên phải. Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng số gạch dưới lên một đơn vị, rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân. Còn nếu chữ số đó mà nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân. Được chưa? Vậy là chúng ta nhớ nhá, cái hàng mà chúng ta làm tròn đến hàng nào thì hàng đấy gọi là hàng quy tròn. Được chưa? Mà khi mà chúng ta muốn làm tròn thì chúng ta sẽ gạch dưới này cái chữ số của cái số thập phân của hàng quy tròn đấy. Và sau đó chúng ta phải nhìn sang bên cạnh xem là cái số ngay bên cạnh nó ấy, bên phải ấy, thì nếu nó lớn hơn 5 thì tăng chữ số đấy lên một đơn vị, rồi thay các chữ số bên phải bằng chữ số 0 hoặc bỏ đi nếu nó ở phần thập phân. Và ngược lại, nếu mà nó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên cái chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bằng chữ số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân. Được chưa? Vậy là đây, chúng ta có quy tắc này. Các em nhớ kỹ nhé, chúng ta phải nắm được quy tắc thì khi chúng ta làm bài tập nó mới được dễ dàng hơn, được chưa? Thì để hiểu hơn về cái quy tắc này thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang ví dụ 1 giúp cô nhé. Nào, chúng ta cùng chuyển sang ví dụ 1 này. Các chữ số thập phân 333,333, -125,925, -2348,388 được làm tròn đến hàng phần trăm lần lượt. Đây, kết quả lần lượt ở đây, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát và phân tích nó ra nhé. Nào, đối với số đầu tiên này, làm tròn đến hàng phần trăm đúng không? Phần trăm, đây. Hàng phần trăm đây, đúng không nào? Thì ở đây người ta vừa gạch dưới này, vừa tô đỏ đúng không? Thì sau đó chúng ta nhìn sang bên phải của nó luôn, cái số liền nó là số mấy nhỉ? À, số 3. Thì chúng ta thế nào? Giữ nguyên cái số gạch, đây, chúng ta giữ nguyên cái số gạch ở đây đúng không? Đây, giữ nguyên này. Và thế nào nhỉ? Thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân. Vậy đây nó ở phần thập phân nên cô bỏ số 3 này đi. Đúng chưa? Vậy kết quả của cô khi mà làm tròn đến hàng phần trăm nó sẽ là gì nhỉ? 333,33. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ý tiếp theo nhé. Là gì nhỉ? -125,925 đúng không? Cũng làm tròn đến hàng phần trăm. Thì chúng ta xem này. Đây, gạch ở dưới hàng phần trăm. Và cái chữ số liền với nó luôn là số mấy nhỉ? Số 5 đúng không? Số 5 thì chúng ta phải tăng ở cái số mà chúng ta gạch thêm mấy đơn vị? Một đơn vị. Vậy cái số 2 này lúc này của chúng ta sẽ chuyển thành số 3 đúng không? Và cái phần đằng sau thì chúng ta sẽ bỏ đi vì nó đang nằm ở phần thập phân mà đúng không? Đây, chúng ta sẽ bỏ đi. Tức là cô sẽ bỏ cái số 5 này đi. Vậy kết quả của cô lúc này sẽ là gì nhỉ? -125,93. Nhớ nhá, số 3 này là do số 5 liền kề này. Nhớ chưa? Nào, bây giờ chúng ta chuyển sang ví dụ tiếp theo này. -2348,388 đúng không? Thì chúng ta chú ý, đây, hàng phần trăm của chúng ta đây đúng không?
Và khi mà cô nhìn sang bên phải này, cái chữ số liền với nó cũng là số số 8. Thì cái hàng phần trăm này của cô phải cộng thêm mấy đơn vị nhỉ? À, cộng thêm một đơn vị. Vậy lúc này cái kết quả của cô sẽ là gì? Âm 2348,39 được chưa? Còn cái số 8 này là chúng ta phải bỏ đi. Những cái số bên phải thì bỏ đi. Hoặc thêm số 0, được chưa? Thì nhớ, các em phải nhớ là khi nào thêm số 0 và khi nào bỏ đi nhé. Nào, chúng ta chuyển đến tiếp theo này. Các số thập phân này, 333,333 đúng không? Âm 125,925 này, âm 2348 này, phẩy gì? 398 đúng không? Được làm tròn đến hàng chục. Đây, chúng ta quan sát nhé. Với số này thì hàng chục của nó ở đây đúng không? Bây giờ cô gạch chân này, đúng chưa? Cô gạch chân ở đây. Và cô nhìn sang bên phải này, thì cô lại thấy là gì? Chữ số 3 liền kề đúng không? Nhỏ hơn 5. Thì cái phần thập phân này cô bỏ đi, tức là ba cái số 3 đằng sau này cô bỏ đi. Còn các cái chữ số còn lại bên phải thì cô thay bằng số mấy nhỉ? Số 0. Vậy kết quả của nó sẽ là mấy? 330 đúng không? Khi mà làm tròn đến hàng chục này. Tiếp tục nhá. Âm 125,925 thì chúng ta sẽ thấy này. Hàng chục của nó là đây đúng không? Và chúng ta quan sát thấy đằng sau cái số hàng chục này là mấy nhỉ? À, số 5 đúng không? Số 5 thì chúng ta phải cộng thêm cái chữ số gạch chân của chúng ta mấy đơn vị? Một đơn vị. Vậy số 2 này lúc này của chúng ta sẽ chuyển thành số 3. Đây, bây giờ phần thập phân thì chúng ta bỏ đi đúng không? Còn cái phần còn lại bên phải mà không phải phần thập phân thì chúng ta thay chữ số 0 vào và chúng ta sẽ được cái kết quả là âm 130 đúng không? Tương tự cho cái ý tiếp theo này, chúng ta thấy hàng chục của nó là số 4 đúng không? Mà liền với nó là gì nhỉ? Liền với số 4 này ở bên phải là số 8 lớn hơn 5 đúng không? Vậy là cái số này của chúng ta phải cộng thêm một đơn vị đúng không? Còn phần thập phân thì cô bỏ đi này. Còn phần này thì cô thêm một chữ số 0 thay cho số 8 đúng không? Vậy lúc này kết quả của cô sẽ là âm 2350, được chưa? Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong ví dụ 1 để hiểu hơn về cái quy tắc làm tròn số thập phân, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thực hành nhé. Phần thực hành là gì nhỉ? Làm tròn các số sau đây. Âm 10,349 này, 1995,921, âm 822,399 và 99,999, được chưa? Ý A là đến hàng phần 10, ý B là đến hàng phần trăm, ý C là đến hàng đơn vị và ý D là đến hàng chục. Thì đối với bài thực hành này thì cô nghĩ là chúng ta nên kẻ bảng để chúng ta sẽ làm một cách nhanh hơn. Vì vậy để không mất thời gian của chúng ta thì cô có chuẩn bị sẵn một cái bảng cô đã kẻ ở đây. Đây, chúng ta quan sát nhé. Đây là các yêu cầu A này, B này, C này, D này. Còn đây là các số mà chúng ta cần phải làm tròn. Thì đối với ý A nhé, làm tròn đến hàng phần 10. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chúng ta quan sát này, âm 10,3449 đúng không? Hàng phần 10 của chúng ta là số mấy nhỉ? À, hàng phần 10 của chúng ta chính là số 3. Thì chúng ta chấm một chấm vào đây cho cô để chúng ta nhớ được là hàng phần 10 của chúng ta là số 3 này. Và bây giờ chúng ta nhìn sang bên phải của nó là số 4 đúng không? Số liền với nó luôn ấy là số 4 thì nó bé hơn gì? Bé hơn 5. Nên cái số 3 này của chúng ta giữ nguyên đúng không? Còn các số mà sau số 3 này thì chúng ta quan sát thấy nó nằm ở phần gì nhỉ? Phần thập phân, nên chúng ta sẽ bỏ đi đúng không? Vậy làm tròn đến hàng phần 10 của số này chúng ta sẽ được kết quả là âm 10,3, được chưa? Nào, chúng ta sang ý tiếp theo nhé. Chúng ta thấy này, âm 1995,921 đúng không? Thì hàng phần 10 của nó là số mấy nhỉ? À, hàng phần 10 của nó là số 9 đúng không? Thì bây giờ chúng ta nhìn sang bên phải của nó, cái số liền nó là số mấy nhỉ? Số 2, bé hơn 5 đúng không? Thì cái số 9 này của chúng ta giữ nguyên. Còn số 2 và số 1 này, chúng ta sẽ bỏ đi. Vì nó ở phần gì nhỉ? Phần thập phân, được chưa? Số 9 giữ nguyên này, và số 2 và số 1 bỏ đi. Vậy làm tròn đến hàng phần 10 chúng ta sẽ được kết quả là mấy nhỉ? 1995,9, được chưa? Nào, chúng ta chuyển sang ý tiếp theo này. Chúng ta lại thấy là gì? Hàng phần 10 ở đây là số 3 đúng không? Và chúng ta nhìn sang bên phải của nó, chúng ta thấy là gì? Số mấy nhỉ? À, số 9 đúng không? Lớn hơn 5. Vậy thì cái số 3 này của chúng ta phải cộng thêm mấy đơn vị? Cộng thêm một đơn vị đúng không? Là nó sẽ thành số 4. Còn cái số 9 này và số 9 này chúng ta sẽ bỏ đi vì nó đang ở phần thập phân. Vậy kết quả chúng ta thu được sẽ là mấy nhỉ? Âm 800,
cô xin lỗi, âm 822, phẩy, phẩy mấy nhỉ, phẩy 4 đúng không? Được chưa? Chúng ta vừa làm tròn này. Ý tiếp theo chúng ta quan sát cho cô nhé. Đây, hàng phần 10 của chúng ta đây đúng không? Là số 9 này. Các em thấy chưa? Số 9 này. Thì chúng ta nhìn sang bên phải của nó là số mấy? Số 9 đúng không? Lớn hơn 5. Vậy là cái số 9 này của chúng ta phải cộng thêm mấy đơn vị nhỉ? À, cộng thêm một đơn vị đúng không? Cộng thêm một đơn vị, còn hai cái số 9 đằng sau này của chúng ta bỏ đi. Mà số 9 này lúc này của chúng ta này, nếu mà nó cộng thêm một đơn vị ấy, nó cộng thêm một đơn vị thì nó lại thành 10, đúng không? 10 có nghĩa là cái này của chúng ta cũng phải tăng thêm một đơn vị để ở đây của chúng ta lại phải về số 0. Các em nhớ nhá. Vậy lúc này nó làm tròn đến hàng phần gì? Phần 10 của chúng ta sẽ được kết quả là mấy nhỉ? À, kết quả của chúng ta sẽ là 100,0 này. Chúng ta phải phẩy 0 như thế này để chúng ta biết được là nó làm tròn đến hàng phần. Phần mấy nhỉ? Phần 10. Được chưa? Đây, sau khi mà làm tròn đến hàng phần 10 thì có cái số thập phân chúng ta thu được ấy. Nó chỉ, cái phần thập phân của nó chỉ còn mấy chữ số thôi? Một chữ số. Được chưa? Tiếp tục nha. Nào, ý B của chúng ta là gì nhỉ? Làm tròn đến hàng gì? Phần trăm đúng không? Nào, chúng ta lại tiếp tục quan sát cho cô. Nào, hàng phần trăm của số này là số 4 đúng không? Mà đằng sau, liền bên phải của nó luôn. Liền bên phải của nó luôn là số gì? Số 9 lớn hơn 5, nên cái số 4 này của chúng ta phải cộng thêm một đơn vị đúng không? Vậy lúc này kết quả của chúng ta là âm 10,35. Được chưa? Tiếp tục này. Chúng ta thấy đây, hàng phần trăm của nó đây là số 2. Và liền bên phải của nó luôn là số mấy nhỉ? Số 1 đúng không? Thì cái số 2 này của chúng ta phải cộng thêm mấy đơn vị? Một đơn vị, và cái số 1 này bỏ đi vì nó đang ở phần thập phân nhé. Nó sẽ là 1995,992 đúng không? Tiếp tục này. Ở đây chúng ta quan sát này. Đây, hàng phần trăm của nó là số 9 này. Và liền sau của nó là gì? Cũng là một số 9 thì số này của chúng ta phải cộng thêm mấy đơn vị nhỉ? À, một đơn vị. Và số này thì bỏ đi đúng không? Nhưng khi mà cái số này của chúng ta cộng thêm một đơn vị nó sẽ thành 10 này. Vậy số này thì cái số 3 liền trước nó cũng phải tăng thêm một đơn vị đúng không? Vậy lúc này kết quả của cô sẽ là âm 822 này, phẩy 4 này, 0, được chưa? Vì cái số 9 này của chúng ta cộng thêm một đơn vị nên nó sẽ thành 10, nên nó phải thêm 1 ở đây, được chưa? Và cô để là phẩy 40 để chúng ta biết được là chúng ta đang làm tròn đến hàng phần trăm, được chưa? Chúng ta nếu mà chúng ta mà để là phẩy 4 thì người ta sẽ hiểu là làm tròn đến hàng phần 10. Nhưng khi chúng ta để là phẩy 40 thì chúng người ta sẽ hiểu đây là làm tròn đến hàng phần trăm. Được chưa? Nào, tiếp tục chúng ta quan sát này. Ý tiếp theo là chúng ta làm tròn đến hàng phần trăm đúng không? Chúng ta lại thấy hàng phần trăm ở đây là 9. Và liền bên phải của nó luôn là số gì nhỉ? Cũng là số 9, vậy số này phải cộng thêm một đơn vị. Còn cái số 9 còn lại này thì bỏ đi đúng không? Cái này cộng thêm một đơn vị thì thành 10 này. 10 thì chúng ta lại phải cộng với cái này thêm một đơn vị đúng không? Nó cũng là 10. Cái này cũng thế. Với kết quả ở đây của chúng ta khi làm tròn nó vẫn là 100 này. Nhưng ở đây chúng ta phải phẩy nhà mấy nhỉ? Phẩy 0, được chưa? Để chúng ta hiểu là chúng ta đang làm tròn đến gì? Đến hàng phần trăm, được chưa? Tiếp tục này, làm tròn đến hàng đơn vị, chúng ta cùng quan sát nhé. Hàng đơn vị của chúng ta ở đây là số mấy? Số 0 đúng không? Và liền sau với nó, liền sau bên phải của nó là số 3, bé hơn gì? Bé hơn 5, đúng không? Vậy là chúng ta bỏ hết phần này đi vì nó đều ở phần thập phân. Và cái số 0 này của chúng ta cũng giữ nguyên. Vậy kết quả sau khi mà làm tròn đến hàng đơn vị của chúng ta sẽ là âm 10. Được chưa? Tiếp tục này. Số này thì cái hàng đơn vị của chúng ta là số mấy nhỉ? Số 5, đúng không? Và liền sau bên phải số 5 là số 9. Vậy là cái số 5 này của chúng ta phải cộng thêm một đơn vị. Còn cái phần thập phân đằng sau thì chúng ta sẽ bỏ đi, đúng không? Vậy nó sẽ là gì? 1000, không có âm nhé, 1996, được chưa? Tiếp tục này. Đây, lúc này hàng đơn vị của chúng ta sẽ là số 2 đúng không? Mà liền bên phải của nó luôn là số 3, bé hơn 5. Nên cái số 2 này của chúng ta giữ nguyên, còn phần thập phân này là chúng ta bỏ đi, được chưa? Vậy kết quả sau khi làm tròn sẽ là âm 822. Tiếp tục này. Chúng ta thấy ở đây cho cô nhé. Hàng đơn vị của nó là 9 đúng không? Và liền sau nó là số 9. Thì chúng ta phải cộng thêm cái số 9 này thêm một đơn vị. Tại vì số 9 này lớn hơn 5 mà đúng không? Thì kết quả của cô này sau khi cái này cộng thêm một đơn vị thì nó lại sẽ thành 10 đúng không? 10 thì cái này phải cộng thêm một đơn vị. Vậy sau khi làm tròn kết quả của cái này sẽ là 100. Được chưa? Tiếp tục này.
Làm tròn đến hàng là gì nhỉ? Hàng chục đúng không? Làm tròn đến hàng chục này, chúng ta sẽ thấy nhá. Đây, hàng chục ở đây là số mấy nhỉ? À, số 1 đúng không? Và liền sau của nó là số gì? Số 0. Nên cái số 1 này của chúng ta giữ nguyên, được chưa? Chúng ta giữ nguyên. Còn cái số đằng sau là số 0 rồi thì chúng ta không cần thay số 0 nữa. Còn phần thập phân thì chúng ta bỏ bỏ đi. Vậy kết quả của nó sẽ là âm 10. Làm tròn đến hàng chục vẫn là âm 10, được chưa? Tiếp tục này. Hàng chục của chúng ta ở đây là số mấy nhỉ? À, số 9 đúng không? Thì chúng ta phải làm tròn nhá. Chúng ta thấy này, liền sau nó là liền sau số 9 là số số 5 đúng không? Có nghĩa là chúng ta phải cộng với cái số 9 này thêm mấy đơn vị nhỉ? À, một đơn vị. Mà sau khi cộng một đơn vị thì số 9 này sẽ thành 10 này. Thì cái 9 này của chúng ta lại phải thêm một đơn vị. Mà sau khi cái 9 này của chúng ta thêm một đơn vị đúng không? Thì cái số 1 này của chúng ta cũng phải thêm một đơn vị, vì 9 này thêm một đơn vị thành 10 mà đúng không? Vậy kết quả của cái này sau khi chúng ta làm tròn đến hàng chục của nó sẽ là gì nhỉ? À, nó sẽ là 2000. Được chưa? 2000 này. Tiếp tục chúng ta sẽ quan sát câu này. Đây, hàng chục của nó là số 2 đúng không? Và liền bên phải của nó cũng là số 2. Thì cái số 2 ở hàng chục này của chúng ta giữ nguyên. Và chúng ta không cần gì nhỉ? À, không cần phải cộng thêm một đơn vị nữa đúng không? Còn phần thập phân thì chúng ta bỏ đi này. Còn cái phần đơn vị còn lại thì chúng ta thay bằng số 0. Vậy kết quả của cô sẽ là gì? Âm 820. Khi mà chúng ta làm tròn đến hàng chục, đúng không? Âm 820. Tiếp tục câu này. Chúng ta thấy này, hàng chục của nó là số gì nhỉ? Số 9. Và liền sau cái hàng chục này, à, liền bên phải của cái hàng chục này chính là số 9 nữa đúng không? Thì số 9 này của chúng ta phải cộng thêm mấy đơn vị nhỉ? À, cộng thêm một đơn vị để thành 10 này. Đúng chưa? Và cái phần thập phân này thì chúng ta bỏ đi này. Còn cái số 9 ở hàng đơn vị này thì chúng ta phải thêm mấy số 0? Thêm một số 0. Vậy là cô và các em chúng ta vừa làm tròn số xong rồi đúng không? Đây, làm xong cái thực hành này, làm tròn số. Thì cô hy vọng là sau cái thực hành này này, các bạn cũng sẽ tìm cho cô một vài số thập phân. Sau đó chúng ta sẽ tự làm theo các yêu cầu. Ví dụ như là làm tròn đến hàng phần 10 này, phần trăm này, thậm chí là phần nghìn đúng không? Hoặc là làm tròn đến hàng đơn vị, hàng nghìn chẳng hạn. Được chưa? Cô rất là hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn tìm thêm ví dụ để mà chúng ta sẽ luyện tập và chúng ta sẽ học tập tốt hơn. Đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 2 nhỏ nhé. 2 nhỏ này, ước lượng kết quả. Thì cô có hoạt động như sau. Mẹ đi vắng, để lại cho Mai 300.000 đồng để thanh toán hóa đơn tiền nước như hình dưới đây. Em hãy ước lượng nhanh xem Mai có đủ tiền để mua quyển sách giá 43 nghìn đồng hay không, đúng không? Thì chúng ta cùng quan sát cái hóa đơn ở dưới này và chúng ta sẽ quan tâm đến cái số tiền mà Mai phải trả nhé. Đây, chúng ta sẽ thấy này, tổng cộng tiền thanh toán lúc này của chúng ta sẽ là 256.910 đồng, đúng không? Đây, số tiền mà cần phải thanh toán là ở đây, được chưa? Vậy thì chúng ta, người ta bảo sao nhỉ? À, chúng ta thử ước lượng nhanh xem là có đủ tiền để mua sách hay không, đúng không? Thì theo như cô nghĩ thì là nếu mà cái này nhá, của chúng ta làm tròn lên đúng không? Chúng ta làm tròn đến hàng đơn vị đi. Thì khi mà chúng ta làm tròn đến hàng đơn vị thì giá trị mà Mai phải trả sẽ là mấy nhỉ? À, 257.000 đúng không? Thì với cái quyển sách mua 43.000 này này và số tiền mẹ để lại là 300.000 này này, 300.000 đồng ấy và 43.000 đồng này, thì chúng ta thấy là Mai sẽ đủ tiền để mà mua sách đúng không? Vì nếu mà cái này chúng ta làm tròn lên mà thì nó chỉ hết có mấy thôi? À, nó hết có 257.000 thôi đúng không? Thì cái số tiền 43.000 này này vừa đủ để chúng ta mua sách hết trong cái 300.000 đồng này. Được chưa? À, đây là chúng ta chỉ mới thử ước lượng thôi. Vậy thì để biết xem là khi mà chúng ta ước lượng chúng ta sẽ có quy tắc gì hay là chúng ta có cái cách ước lượng như thế nào thì chúng ta cùng chuyển sang cái phần chú ý nhé. Nào, chúng ta quan sát chú ý cho cô. Ta có thể sử dụng quy ước làm tròn số để ước lượng kết quả các phép tính, nhờ đó có thể dễ dàng phát hiện ra những đáp số không hợp lý, đúng không? Đây, ở trên này cô vừa dùng gì nhỉ? À, làm tròn số để cô xem là cái số tiền này, số tiền 43.000 đồng của cái quyển sách này này, với cái số tiền điện, tiền nước này này, nó có phù hợp với cái 300.000 mà mẹ của bạn Mai để lại hay không, đúng không? Và sau khi mà cô làm tròn rồi thì cô cảm thấy là nó phù hợp và bạn Mai hoàn toàn có thể mua được cuốn sách này, được chưa? Thì cái nội dung chúng ta cần nhớ là gì nhỉ? À, chúng ta có thể dùng làm tròn số để ước lượng các kết quả phép tính. Qua đấy thì có thể không cần tính toán mà chúng ta có thể phát hiện ra được một số đáp án
nó không hợp lý chẳng hạn, đúng không? Vậy thì để hiểu hơn về cái quy tắc này là xem các cái đáp số đấy nó không hợp lý ở đâu thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang ví dụ 2. Thì ví dụ 2 của chúng ta là sao nhỉ? À, ước lượng kết quả các phép tính sau. Đây. Ý A này, âm 11,032 nhân với âm 24,3. Và ý B là âm 762,4 chia cho 6, đúng không? Nào bây giờ chúng ta cùng xem người ta ước lượng nhé. Này, thứ nhất này, âm 11,032 đúng không? Thì họ làm tròn đến hàng gì? À, họ làm tròn đến hàng đơn vị. Đây, thì sẽ được là âm 11. Đây, người ta làm hơi tắt một chút, cô sẽ trình bày ra cho chúng ta nha. Ý A này, âm 11,032 này, đúng không? Nhân với gì? Âm 24,3 này, đúng không? Chúng ta cùng quan sát nhé. Thì ở đây này, cô sẽ làm tròn đến hàng gì? Đến hàng đơn vị, được chưa? Đến hàng đơn vị cô sẽ thấy này, à, hàng đơn vị của cô ở đây đúng không? Đây là số 0, thì đương nhiên nó sẽ xấp xỉ với âm 11, đúng không? Số đầu tiên cô làm tròn đến hàng đơn vị cô sẽ thu được là âm 11 này. Số thứ hai cô làm tròn đến hàng đơn vị cô sẽ thu được là gì? Âm 24 đúng không? À mà chúng ta biết rồi, âm 11 nhân với âm 24 thì bằng bao nhiêu nhỉ? À đây, nó chính là bằng cái mà đề bài viết đây này. À bài giải viết là gì? 11 nhân với 20, 24 đúng không? Nhân hai số nguyên âm thì ta nhân hai số đối của nó với nhau bạn đúng không? À mà 11 nhân với 24 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 11 này mà nhân với 24 thì bằng 260, 64. Quy tắc nhân với 11 chúng ta đã học rồi đúng không? Đây 264. Và chúng ta sẽ dùng cái ký hiệu gì nhỉ? À chúng ta dùng ký hiệu xấp xỉ. Đây, cái này đọc là xấp xỉ này. Để chỉ cho sự gần bằng, nhớ nhá. Em nhớ đây là ký hiệu xấp xỉ. Thì cái ở như câu A ấy, chúng ta đã vừa làm tròn các số đến hàng đơn vị đúng không? Và sau đó chúng ta thu được kết quả ở đây. Được chưa? Tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang ý B nhé. Ý B chúng ta thấy này, cô cũng làm tròn đến hàng gì nhỉ? Hàng đơn vị đúng không? Thì âm 762,40. Khi mà cô làm tròn đến hàng đơn vị thì nó sẽ được là gì? Âm 760, 62. Và cô tiến hành cô chia cho 6 thì cô sẽ thu được cái kết quả là gì? Âm 112. Âm 120, 27, cô xin lỗi. Cô sẽ thu được kết quả là gì nhỉ? Âm 120, 27, được chưa? Vậy là cả hai ý A và B của bài này cô đều làm tròn cái số thập phân đến hàng đơn vị, sau đó cô mới thực hiện tính toán đúng không? Đây, xấp xỉ này. Em nhớ nhé. Khi mà cái phép tính của chúng ta, khi mà chúng ta đã được làm tròn rồi ấy, thì chúng ta phải dùng cái ký hiệu xấp xấp xỉ, được chưa? Nào, chúng ta có ví dụ 3 này. Kết quả phép tính của bạn An như dưới đây là đúng hay sai và vì sao? Nào chúng ta cùng quan sát nhé. Ý A này là 0,246 nhân với gì? Âm 5,128. Và bạn An bạn ấy tính bằng mấy nhỉ? Âm 3,261488 đúng không? Vậy ý B này là âm 7,105 cộng với 4,23 thì bạn A bạn tính là bằng xấp xỉ bằng âm 5,682 đúng không? Chúng ta cùng quan sát nhé. Để xem bạn An tính đúng hay tính sai nào. Bây giờ này, chúng ta thấy này, vì 0,246 này nhân với âm 5,128 đúng không? Nó sẽ xấp xỉ bằng âm 0,2 nhân với 5,5,0. Có nghĩa là gì? Cái số đầu tiên này này, cô làm tròn đến hàng phần 10 đúng không? Đây, cô làm tròn đến hàng phần 10 này thì cô sẽ được là 0,2, được chưa? Còn cái số thứ hai mà cô sẽ làm tròn đến hàng phần gì? À, cô làm tròn đến hàng đơn vị thì cô sẽ được là âm 5,0. Nhưng cô lại đẩy cái số âm với dấu âm của nó lên trước. Vì chúng ta biết rồi, nhân hai số thập phân âm, đúng không? Thì kết quả của nó chính là gì nhỉ? Một giá trị âm, được chưa? Thì cô đẩy cái dấu âm này lên trước. Thì chính là 0,2 nhân với 5,0, đúng không? Và 0,2 nhân với 5,0 thì bằng 1,0. Và có cái dấu âm đằng trước nữa, nên kết quả của phép tính này nó phải xấp xỉ bằng mấy nhỉ? Bằng âm 1,0 đúng không? Và kết quả của chúng ta chỉ khoảng là gì? Âm 1,0. Do đó kết quả của bạn An tính là sai. Tại vì cái số này này, cái số này nó cách cái số này rất là xa đúng không?
nên kết quả của bạn A tính là bị sai, được chưa? Nào ý B này, vì âm 7,105 cộng với 4,23 thì bằng này, âm 7, à cái này cô vừa làm tròn đến hàng đơn vị đúng không? À cô xin lỗi, cái này là xấp xỉ nhá. Xấp xỉ âm 7 này, chúng ta thấy ở đây chúng ta làm tròn đến hàng đơn vị chúng ta sẽ thu được kết quả là âm 7 này. Còn số thứ hai chúng ta làm tròn đến hàng đơn vị thì chúng ta sẽ thu được kết quả là 4 đúng không? Thì chúng ta thấy âm 7 cộng với 4 thì bằng âm 3. Vậy kết quả của cái phép tính ở câu B ấy, nó phải xấp xỉ âm 3 đúng không? Mà ở đây kết quả của nó lại bằng âm 5,682 đúng không? Tức là nó khác rất là xa. Vì vậy bạn An đã tính sai, được chưa? Chúng ta làm tròn để chúng ta ước lượng kết quả ấy, chính là chúng ta tìm ra một cái đáp án nó gần nhất. Mà nếu mà các cái đáp án ban đầu mà nó sai cái đáp án gần nhất này thì các cái đáp án ban đầu của chúng ta sẽ sai nhé. Nào bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần vận dụng này. Thì chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Vận dụng, hãy dùng một cái thước có độ chia nhỏ đến 0,1 cm để đo chiều dài, chiều rộng và đường chéo theo cm của một quyển vở của em làm tròn kết quả đo được và giải thích cách làm của em. Thì cái việc mà đo quyển vở này này và làm tròn kết quả và giải thích cách làm ấy, thì cái này là các em hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Chúng ta sẽ dùng thước đo độ, vì vậy phần này cô sẽ không đi vào chi tiết rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển luôn sang phần làm bài tập, được chưa? Thì ở phần bài tập này chúng ta sẽ có 6 bài. Và chúng ta sẽ đọc đề bài 1 trước nhé. Làm tròn các số sau đây: âm 492,7926, 320,1415, âm 568,7182. Và ý A này chúng ta sẽ làm tròn đến hàng phần 10 này, hàng phần trăm này, hàng phần nghìn. Còn ý B chúng ta sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm ý A trước. Thì với ý A này, cô sẽ kẻ một cái bảng nhé. Chúng ta sẽ kẻ bảng tương tự với cái phần thực hành. Nào đây là ý A của chúng ta đúng không? Đây, để không mất thời gian thì cô đã chuẩn bị sẵn một cái bảng rồi. Và có điền các giá trị này và các cái hàng mà chúng ta cần phải làm tròn đến, được chưa? Nào, bây giờ chúng ta quan sát nhé. Làm tròn đến hàng phần 10. Nào, số đầu tiên này, hàng phần 10 của chúng ta ở số đầu tiên là số 7 đúng không? Thì chúng ta thấy này, liền với bên phải của số 7 là số gì nhỉ? À số 9 đúng không? 9 lớn hơn 5. Vậy là cái số 7 này của chúng ta này phải cộng thêm mấy đơn vị? À cộng thêm 1 đơn vị. Còn cái phần mà sau số 7 này này thì nó nằm toàn bộ ở phần thập phân. Vì vậy cô sẽ bỏ đi, được chưa? Vậy kết quả làm tròn của cô sẽ được là gì nhỉ? 492,8, được chưa? Nào tiếp tục này, đến số thứ hai. Chúng ta thấy này, hàng phần 10 của nó là số 1. Và liền bên phải của cái số 1 này là số mấy nhỉ? À số 4, bé hơn 5 đúng không? Thì cái số 1 này của chúng ta thế nào nhỉ? Khi làm tròn chúng ta sẽ giữ nguyên đúng không? Còn các cái số 4, 1, 5 này này, nó nằm hết ở phần thập phân và nằm đằng sau cái số 1 này. Bên phải số 1 này thì chúng ta sẽ bỏ đi đúng không? Vậy kết quả chúng ta làm tròn được sẽ là 320,1, được chưa? Tiếp tục này, cái ý này thì chúng ta thấy là gì? Hàng phần 10 của nó lúc này sẽ là số 7 đúng không? Và liền bên phải của số 7 là số 1, bé hơn 5. Thì cái số 7 này của chúng ta giữ nguyên. Còn những cái số mà phía sau dấu phẩy này, à sau số 7 này, chúng ta sẽ bỏ đi. Vì nó đều nằm ở phần gì nhỉ? Phần thập phân đúng không? Vậy kết quả của cô sẽ là 568,7, được chưa? 568,7 này. Tiếp tục này, đến hàng phần trăm. Nào chúng ta quan sát lại số đầu tiên. Hàng phần trăm của số đầu tiên là số mấy nhỉ? À số 9. Thì liền bên phải của nó sẽ là số 2 đúng không? Liền bên phải của nó đây sẽ là số 2. Thì chúng ta thấy 2 của chúng ta bé hơn 5. Thì cái số 9 này của chúng ta phải thế nào nhỉ? À số 9 này của chúng ta phải giữ nguyên đúng không? Còn những cái số mà bên phải số 9 này thì chúng ta bỏ đi nhá. Nào, vậy lúc này kết quả của cô thu được sẽ là 492,779 đúng không? Âm 492,79, được chưa? Cô xin lỗi nhá, âm 492,79. Tiếp tục này, đối với số thứ hai này, chúng ta thấy hàng phần trăm của nó là số mấy? Số 4 đúng không? Và liền bên phải của số 4 này lại là số 1, bé hơn 5. Thì khi mà chúng ta làm tròn đến hàng phần trăm thì cái số 4 này của chúng ta phải thế nào nhỉ? À, giữ nguyên đúng không? Đến đây mà, thì cái số 4 này của chúng ta giữ nguyên đúng không? Còn cái số 1 và số 5 này ở đằng sau thì chúng ta phải bỏ đi, đúng chưa? Vậy
Kết quả chúng ta thu được sẽ là gì nhỉ? 320,14, được chưa? Tiếp tục này. Nào, chúng ta quan sát nha. Lúc này hàng phần trăm của chúng ta ở đây sẽ là số 1 đúng không? Và liền bên phải của nó là số 8. Vậy thì số 8 này của chúng ta lớn hơn 5, tức là cái số 1 này của chúng ta phải cộng thêm một đơn vị. Thì lúc này số 1 của chúng ta sẽ thành số 2, còn cái số 8 và số 2 này thì bên phải số 1 chúng ta phải bỏ đi vì nó đều nằm ở phần thập phân mà, đúng không? Vậy kết quả có thu được sẽ là mấy nhỉ? 568,72, được chưa? Tiếp này, đến hàng phần nghìn. Nào, chúng ta quan sát lại số đầu tiên, hàng phần nghìn lúc này của nó sẽ là số 2 đúng không? Thì liền bên phải của số 2 là số 6 lớn hơn 5. Thì cái số 2 này của chúng ta phải tăng thêm một đơn vị, được chưa? Còn cái số 6 này phía bên phải số 2 thì chúng ta bỏ đi vì nó nằm ở phần thập phân. Vậy lúc này của nó sẽ là -492,793, được chưa? Tiếp tục này, chúng ta lại quan sát đến số thứ hai. Số thứ hai lúc này hàng phần nghìn của nó là số 1 và liền bên phải của nó là số mấy nhỉ? À, số 5. Liền bên phải của nó là số 5 đúng không? Thì chúng ta phải cộng số 1 này thêm một đơn vị, còn số 5 này chúng ta bỏ đi vì nó nằm ở phần thập phân đúng không? Thì lúc này khi mà làm tròn đến hàng phần nghìn, kết quả chúng ta thu được sẽ là 320,142, được chưa? Tiếp tục này, chúng ta lại quan sát đến cái số thứ ba đây. Lúc này hàng phần nghìn của nó là số mấy nhỉ? À, số 8. Thì liền bên phải của nó sẽ là số 2 đúng không? Bé hơn 5. Vậy chúng ta sẽ giữ nguyên số 8 này, và cái số 2 này của chúng ta thì bỏ đi. Vậy kết quả cô thu được sẽ là âm 568,728, được chưa? Vậy là cô vừa hoàn thành xong ý A của bài 1. Bây giờ cô sẽ chuyển sang ý B nhé. Thì ý B chúng ta sẽ kẻ cho cô một cái bảng, được chưa? Nào, đối với ý B bài 1 thì cô cũng đã kẻ được một cái bảng như thế này, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm tròn nhé. Nào, đầu tiên là gì nhỉ? À, làm tròn đến hàng đơn vị thì chúng ta quan sát cái số đầu tiên cho cô. Hàng đơn vị của nó ở đây là số 2 đúng không? Thì liền bên phải của cái số 2 này là số 7 đúng không? 7 lớn hơn 5 thì số 2 này của chúng ta phải cộng thêm mấy đơn vị nhỉ? Một đơn vị. Còn cái phần đằng sau số 2 này này, toàn bộ nó là phần thập phân thì chúng ta sẽ bỏ đi đúng không? Vậy kết quả của cô sẽ là gì? -493, được chưa? Tiếp tục này. Đến số thứ hai thì chúng ta thấy là gì nhỉ? À, hàng đơn vị của nó là số 0 và liền bên phải của nó là số mấy? Số 1 đúng không? À, số 1 bé hơn 5 thì số 0 này của chúng ta sẽ giữ nguyên và cái phần thập phân này này chúng ta bỏ đi. Vậy kết quả cô thu được sẽ là 320, được chưa? Tiếp tục này. Chúng ta lại quan sát này, hàng đơn vị của nó lúc này là số 8 đúng không? Và liền bên phải của nó là số mấy nhỉ? À, liền bên phải của nó sẽ là số 7 đúng không? Liền bên phải của nó là số 7 lớn hơn 5. Thì cái số 8 này của cô phải cộng thêm một đơn vị đúng không? Vậy lúc này kết quả của cô sẽ là 560, -560, 69, được chưa? Còn cái phần này là chúng ta bỏ đi này, phần thập phân chúng ta bỏ đi, được chưa? Nào, tiếp tục nhé. Nào, đến hàng chục chúng ta quan sát này. Ở cái số đầu tiên hàng chục của chúng ta là số 9. Vậy liền bên phải của nó sẽ là số 2, bé hơn 5. Vậy là cái số 9 này của chúng ta giữ nguyên này, đúng không? Thì cô sẽ viết lại cái phần giữ nguyên này, -49 này, đúng không? Tiếp này, cái số 2 này này, nó thuộc hàng đơn vị. Nên chúng ta phải thay bằng số 0, đúng không? Còn phần thập phân thì chúng ta bỏ đi. Vậy khi mà làm tròn đến hàng chục, chúng ta sẽ thu được cái kết quả là -490, được chưa? Tiếp tục này, chúng ta sẽ thấy hàng chục ở bên đây là số mấy nhỉ? À, số 2 đúng không? Thì liền bên phải của nó sẽ là số 0. Vậy là số 2 này của chúng ta cũng phải giữ nguyên, đúng không? Còn cái phần gì nhỉ? Số 0 này thì chúng ta không cần thay số 0 nữa, đúng không? Còn cái phần số thập phân thì chúng ta bỏ đi. Vậy kết quả cô thu được sẽ là 320, được chưa? Tiếp tục này, đến cái hàng chục của nó, đây, hàng chục của nó là số 6 đúng không? Và liền bên phải của nó là số 8 lớn hơn 5. Thì cái số 6 này của chúng ta phải cộng thêm một đơn vị này, đúng không? Thì lúc này của cô này, cô viết này, -57 này, được chưa? Còn cái số 8 này ở hàng đơn vị thì cô phải thay bằng số 0. Còn phần thập phân thì cô bỏ đi, được chưa? Nào, bây giờ đến hàng trăm nhé. Chúng ta quan sát này, ở đây hàng trăm của nó là số 4 và liền bên phải của nó là số
số 9 đúng không? Thì chúng ta thấy 9 lớn hơn 5, vậy số 4 này của chúng ta phải cộng thêm một đơn vị, nó sẽ thành âm của 5 này cô viết trước đúng không? Còn số 9 và số 2 này này, nó thuộc hàng chục và hàng đơn vị, thì cô phải thay số 0 vào đúng không? Còn phần thập phân thì cô bỏ đi. Vậy kết quả khi mà làm tròn đến hàng trăm của cô sẽ là âm 500, được chưa? Tiếp tục này, ở bên này hàng trăm của cô sẽ là số 3, mà liền bên phải của số 3 là số 2 đúng không? Vậy là số 3 này của chúng ta giữ nguyên này, được chưa? Đấy, xong bây giờ này, số 2 và số 0 này thì nó thuộc hàng chục và hàng đơn vị, thì chúng ta phải thay số 0 vào, đúng chưa? Còn phần thập phân thì chúng ta bỏ đi. Tiếp tục này, chúng ta quan sát ở đây cho cô. Thì cái hàng trăm của chúng ta sẽ là số mấy nhỉ? À, hàng trăm của chúng ta là số 5 đúng không? Thì liền bên phải của nó sẽ là số 6, lớn hơn 5. Vậy cái hàng trăm này của chúng ta phải cộng thêm mấy đơn vị nhỉ? Cộng thêm một đơn vị đúng không? Nào, thì nó sẽ thành âm 6 này. Số 6 và số 8 thì nó thuộc gì? Thuộc hàng đơn vị và hàng chục đúng không? Thì chúng ta phải thay bằng 0. Còn phần số thập phân thì chúng ta bỏ đi. Vậy là cô và các em chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1 nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2 nhé. Làm tròn các số thập phân sau đến chữ số thập phân thứ 2. Ở đây chúng ta sẽ có 4 ví dụ, được chưa? Thì trong 4 cái ví dụ này này, chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? À, khi chúng ta làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2, chính là chúng ta đang làm tròn đến hàng gì? Phần gì nhỉ? Hàng phần trăm đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Nào bài 2 này. Bài 2 ý A này. Số của cô lúc này là gì? Âm 79, phẩy gì? 2, 3, 8, 4 đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2. Thì chúng ta quan sát được ở đây là gì nhỉ? À, chữ số thập phân thứ 2 của chúng ta là số mấy? Số 3 đúng không? Đây, chữ số thập phân thứ 2 của chúng ta là số 3 này. Thì liền bên phải của số 3 là số 8 đúng không? Lớn hơn 5. Có nghĩa là cái số 3 này của chúng ta phải cộng thêm một đơn vị. Còn số 8 và số 4 này của chúng ta thì bỏ đi, vì nó ở phần thập phân đúng không? Thì chúng ta có như sau. Làm tròn âm 79,2384 này. Đến hàng gì? À, đến chữ số thập phân thứ 2. Ta được kết quả là 79 này phải gì? 224 đúng không? 24 ấy, được chưa? Đây, số 8 này thì lớn hơn 5, chúng ta cộng thêm một đơn vị thì thành 4, được chưa? Tiếp tục này, ý B. Ý B của chúng ta là 60 này phải 403, được chưa? Thì bây giờ cũng làm tròn đến chữ số thập phân thứ mấy nhỉ? Thập phân thứ 2 đúng không? Đây, chữ số thập phân thứ 2 của chúng ta đây. Thì liền bên phải của nó là số 3 đúng không? Bé hơn 5, vậy là cái số 0 này của chúng ta giữ nguyên. Còn số 3 này ở phần thập phân thì chúng ta bỏ đi, được chưa? Nào lúc này chúng ta sẽ được kết quả là gì nhỉ? À, 60,440 nhá. Các em nhớ là phải viết là 60,40. Vì khi mà chúng ta chỉ viết là 60,4 ấy, thì người ta sẽ hiểu là các em đang làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. Còn khi mà các em viết là 60,40 thì người ta sẽ hiểu là các em đang làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, được chưa? Nào câu C. Âm 0,255, đúng chưa? Nào, chúng ta cùng quan sát cho cô nhé. Chữ số thập phân thứ hai của nó ở đây là 5 đúng không? 5 đúng chưa? Và liền bên phải của nó cũng là 5. Vậy là cái số 5 này này, chúng ta cần phải thêm một đơn
đơn vị. Con số 5 này chúng ta sẽ bỏ đi vì nó nằm ở phần thập phân và nó nằm ở bên phải cái phần chữ số chúng ta cần làm tròn, đúng không? Vậy cái này thêm một đơn vị thì nó sẽ thành 6, đúng không? Nào, ở đây chúng ta sẽ được kết quả là mấy nhỉ? À, kết quả của chúng ta lúc này sẽ là mấy? Âm 0,226, được chưa? Nào, ID của chúng ta là gì nhỉ? ID là 50 này, 0,996, đúng không? Chúng ta cũng phải làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, đúng không? Nào, bây giờ chúng ta gạch chân chữ số thập phân thứ hai cho cô đây, đúng không? Và liền sau cái chữ số thập phân thứ hai đấy là số mấy nhỉ? À, số 6, lớn hơn 5 chưa? Lớn hơn 5, vậy là số 9 này của chúng ta phải thêm một đơn vị, đúng không? À, nhưng mà đến đây chúng ta lại có một chút thắc mắc, đấy là số 9 của chúng ta mà thêm một đơn vị thì nó thành 10, vậy ở đây của chúng ta phải thành số 0 này. Thì chúng ta nhớ một sang đây, đúng không? Thì 9 của chúng ta thêm một lại thành 10 nữa, thì đây cũng là số 0. Vậy thì chúng ta phải thêm một sang đây, đúng không? Có nghĩa là nó sẽ thành thì số 0 này của chúng ta thành số 1 này, được chưa? Còn số 6 này thì đương nhiên là chúng ta sẽ bỏ đi rồi, đúng không? Nào, ở đây chúng ta sẽ được kết quả là mấy nhỉ? À, 51,000. Các em nhớ nhé, chúng ta không được viết là 51 đâu, mà chúng ta phải viết là 51,000 để người ta hiểu rằng là chúng ta đang làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, được chưa? Cô sẽ nhắc lại một chút chỗ này vì nó sẽ có một chút, nhiều bạn sẽ khó hình dung đấy là gì. Ở đây này, chữ số thập phân thứ hai của chúng ta là 9 và liền sau nó là số 6, thì có nghĩa là số 9 này của chúng ta phải thêm một đơn vị. Khi số 9 này của chúng ta thêm một đơn vị thì nó lại thành 10, tức là nó sẽ có số 0 ở đây, được chưa? Và cái nhớ một cô sẽ bỏ sang bên này. Nhưng mà cái 9 này của chúng ta thêm một đơn vị thì nó lại thành 10, tức là lại có số 0 ở đây và nhớ một sang bên này, được chưa? Và nhớ một sang bên này thì cuối cùng nó thành 51,000. Còn đương nhiên là cái số 6 này này, nó nằm bên phải của cái chữ số chúng ta cần làm tròn ấy, thì chúng ta đã bỏ đi rồi, được chưa? Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 2, chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 như sau. Theo số liệu từ một trang web dân số, tính đến ngày 9 này, tháng 10 năm 2020, dân số Việt Nam là 97.553.839 và dân số Hoa Kỳ là 300... À, cô xin lỗi, dân số Hoa Kỳ là 331.523.221 người. Em hãy làm tròn hai số trên đến hàng chục này, hàng trăm này và hàng nghìn này, được chưa? À, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm tròn các số này, đúng không? Hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn. Thì cô sẽ chia ra hai ý nhé. Ý thứ nhất là của dân số Việt Nam và ý thứ hai là của dân số Hoa Kỳ, được chưa? Bài 3 này. Nào, bài 3 này. Thứ nhất này, chúng ta sẽ có là dân số Việt Nam. Nào, dân số Việt Nam của chúng ta chính xác là bao nhiêu nhỉ? 97 triệu, đúng không? 553.839 người. Cô để đơn vị ở đây là người nhé. Hay là dân cũng được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm tròn đến hàng gì? Làm tròn đến hàng chục, đúng không? Làm tròn đến hàng chục này, thu được kết quả là
Nào, chúng ta cùng quan sát nhé. Làm tròn đến hàng chục thu được kết quả là. Nào, ở đây hàng chục của chúng ta là số mấy? À, hàng chục của chúng ta là gì? Số 3 đúng không? Và liền bên phải của số 3 này, nó chính là hàng đơn vị, chính là số 9 đúng không? Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái số 3 này của chúng ta phải tăng thêm một đơn vị, được chưa? Còn cái số 9 này của chúng ta thì phải chuyển thành số gì nhỉ? Số 0 đúng không? Vậy lúc này số 3 của chúng ta sẽ thành số 4. Còn số 9 của chúng ta sẽ thành số 0. Vậy kết quả chúng ta thu được sẽ là gì? 97 triệu này, 553.840 người. Được chưa? Đấy, cô vừa làm tròn đến hàng chục. Bây giờ chúng ta sẽ làm tròn đến hàng gì nhỉ? Hàng trăm. Nào, làm tròn đến hàng trăm thì chúng ta sẽ thu được kết quả như thế nào? Chúng ta cùng quan sát nhé. Hàng trăm của chúng ta lúc này sẽ là số mấy nhỉ? À, số 8 đúng không? Thì liền sau số 8 sẽ là, liền sau bên phải số 8 sẽ là số mấy? Số 3 đúng không? Thì số 8 này của chúng ta phải giữ nguyên. Vì số 3 này của chúng ta bé hơn gì? Bé hơn 0 đúng không? Và lúc này số 3 và số 9 của chúng ta phải chuyển thành số 0 đúng không? Thì lúc này kết quả chúng ta thu được sẽ là gì? 97 triệu này, 553.000 này, 800. Được chưa? Vậy là khi mà chúng ta làm tròn đến hàng trăm thì đây, chúng ta sẽ thu được kết quả này. Và cuối cùng là chúng ta phải làm tròn đến hàng gì? Làm tròn đến hàng nghìn. Nào, chúng ta cùng quan sát nha. Hàng nghìn của chúng ta lúc này là số mấy? Hàng nghìn của chúng ta lúc này là số mấy nhỉ? À, số 3 đúng không? Hàng nghìn của chúng ta là số 3. Thì liền bên phải của số 3 là số 8. Lớn hơn gì? Lớn hơn 5 đúng không? Thì số 3 này của chúng ta phải cộng thêm một đơn vị đúng không nào? Và các cái số liền sau các cái số bên phải của số 3 này này, chúng ta phải đổi hết về 0 đúng không? Vậy lúc này kết quả của chúng ta là 97 triệu này, 553.000 này. À, cô xin lỗi, 554.000 nhé. Được chưa? Đây, số 3 phải chuyển thành số 4 mà đúng không? 8 cộng thêm một đơn vị. Lúc này của chúng ta là người. Được chưa? Vậy là chúng ta vừa làm tròn xong về gì? Về dân số Việt Nam đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dân số của Hoa Kỳ. Nào, dân số của Hoa Kỳ nhá. Thì chúng ta cùng quan sát này. Dân số của Hoa Kỳ đúng của nó là bao nhiêu nhỉ? À, đúng của nó sẽ là 331 triệu này, 523.000 này, 221 người đúng không? Vậy lúc này đầu tiên chúng ta cũng sẽ làm tròn đến hàng chục đúng không? Nào, làm tròn đến hàng chục nhá. Chúng ta cùng quan sát này. Hàng chục ở đây của nó là số mấy nhỉ? Số 2 đúng không? Vậy liền bên phải của cái số 2 này là số 1 đúng không? Bé hơn 5. Nên là cái số 2 này của chúng ta giữ nguyên. Còn số 1 này chúng ta sẽ được thay bằng số 0 đúng không? Vậy lúc này nó sẽ là 331 triệu này, 523.000 này đúng không? 220 đơn vị là người khi mà chúng ta làm tròn đến hàng chục đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang làm tròn đến hàng trăm nhé.
Nào bây giờ chúng ta cùng quan sát này. Hàng trăm lúc này của chúng ta là số mấy nhỉ? À số 2 đúng không? Thì liền bên phải của cái hàng trăm của chúng ta là cũng là số số 2, bé hơn 5. Vậy thì cái số 2 này của chúng ta vẫn phải thế nào nhỉ? À vẫn phải giữ nguyên đúng không? Số 2 này của chúng ta vẫn phải giữ nguyên này. Còn hai cái số còn lại thì chúng ta phải thay bằng số số 0 đúng không? Lúc này của nó sẽ là gì? 331 triệu này. 523.000 này. 200 đơn vị là người đúng không? Tiếp nào chúng ta sẽ làm tròn đến hàng nghìn đúng không? Nào làm tròn đến hàng nghìn nhé. Thì chúng ta sẽ thu được kết quả là như thế nào nhỉ? Chúng ta quan sát này, hàng nghìn của chúng ta ở đây là số mấy nhỉ? À số 3 đúng không? Thì khi mà chúng ta làm tròn ý, chúng ta làm tròn chúng ta lại thấy này, liền bên phải của số 3 là số số 2, bé hơn 5 chưa? Bé hơn 5 đúng không? Có nghĩa là gì? Cái số 3 này của chúng ta phải giữ nguyên, còn 3 số đằng sau nó thì thay bằng số 0 đúng không? Vậy chúng ta thu được kết quả là gì nhỉ? 331 triệu này, 523 nghìn, được chưa? Đơn vị là người. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4 nhé. Nào chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 4 nhé. Thì bài tập số 4 là gì nhỉ? Hết học kỳ 1, điểm môn toán của bạn Cúc như sau này. Hệ số 1 là 7, 8, 6, 10. Còn hệ số 2 là được 1 điểm 9. Hệ số 3 thì được 1 điểm 8. Và bây giờ em hãy tính điểm trung bình môn toán học kỳ 1 của bạn Cúc làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. À, chúng ta nhớ là làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất nhé. Thì việc đầu tiên chúng ta phải tính được điểm trung bình đúng không? Thì công thức tính điểm trung bình các bạn biết rồi. Lấy điểm hệ với điểm hệ số 1 này, chúng ta sẽ nhân 1 đúng không? Với điểm hệ số 2 chúng ta sẽ nhân 2. Điểm hệ số 3 chúng ta sẽ nhân 3 và chúng ta chia đều cho tất cả những cái mà khi mà chúng ta đã nhân được hệ số rồi đúng không? Nào chúng ta cùng tính điểm trung bình của bạn Cúc nhá. Bài 4 này. Nào. Nào điểm trung bình lúc này của cô sẽ là gì nhỉ? À 7 x 1 này. Cộng với gì? 8 x 1 này. Cộng với 6 x 1 này. Cộng với 10 x 1 này. Đúng không? Là xong hết hệ số 1 này. Đúng chưa? Tiếp tục đến hệ số 2 của cô sẽ là gì? 9 x 2 cộng với gì? 8 x với 8 x với 3 đúng không? Và tất cả cô phải chia này. Được chưa? Nào cô bắt đầu đếm nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này đúng không? Còn ở đây nhân 2 thì nó phải thành, chúng ta phải cộng với 2 này đúng không? Là 6 này. 6 cộng với 3 này là 9 đúng không? Chia 9 đúng không? Đây. Tiếp tục này, cô viết tắt nhé, điểm trung bình này. Nào, chúng ta cùng nhân ra này. 7 này, cộng với 8 này đúng không? Cộng với 6 này, cộng 10 này, cộng với 18 này, cộng với 24. Tất cả trên 9 đúng không? Và đương nhiên cái phép cộng này thì cộng các số nguyên thì bạn nào cũng sẽ cộng được thôi đúng không? Thì chúng ta sẽ thu được cái kết quả là gì nhỉ? À, kết quả của chúng ta là 73 phần 9 đúng không? Đây, cô đang để ra dạng phân số đúng không? Bây giờ các em muốn đổi sang số thập phân đúng không? Nào, chúng ta muốn đổi sang số thập phân thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? À, chúng ta sẽ lấy 73 mà chia cho 9. Thì lúc này cái kết quả của chúng ta ấy, nó sẽ xấp xỉ bao nhiêu nhỉ? 73 mà chia cho 9 thì kết quả của chúng ta sẽ là xấp xỉ 8,1 này, 1 này, 1 vân vân, đúng chưa? Và bây giờ chúng ta phải làm tròn. Đây, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất đúng không? Đây, chữ số thập phân thứ nhất của cô đây. Và liền bên phải của nó cũng là số mấy luôn? À, số 1 luôn. Vậy lúc này khi mà chúng ta làm tròn đúng không? Đây, cô xin lỗi chỗ này phải là bằng nhé. Cô xin lỗi, đây là bằng được chưa? Và khi mà chúng ta làm tròn thì chúng ta mới dùng đến sấp xỉ, được chưa? Nào, vậy. Khi mà chúng ta làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất thì gì nhỉ?
8,1111 này cho nhân nhóm này. Làm tròn nên chủ số là phân thứ nhất. Làm tròn nên chỉ số thập phân thứ nhất thì chúng ta sẽ thu được kết quả là gì nhỉ? À, chúng ta sẽ thu được kết quả là 8,8,1 đúng không? Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài bài 4. Vậy là điểm trung bình học kỳ 1 môn toán của bạn Cúc sẽ là 8,1, được chưa? Đây, chúng ta tính trung bình này. Sau đó chúng ta đổi ra số thập phân, sau đó chúng ta tiến hành làm tròn, được chưa? Vậy là xong bài bài 4. Nào bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 5 nhé. Thì bài tập số 5 này, một số nguyên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 110.000, số lớn nhất có thể là bao nhiêu và số nhỏ nhất có thể là bao nhiêu? Nào, chúng ta cùng bắt đầu với bài tập số 5. Nào bây giờ cái số mà sau khi làm tròn thì chúng ta thu được là 1.000. À, cô xin lỗi, 110.000. Đúng không? Tức là chúng ta đã làm tròn đến đây. Đúng chưa? Nào, bây giờ nhá, thì cái số lớn nhất mà chúng ta có thể được có được là gì nhỉ? Số lớn nhất này, thỏa mãn này. Thỏa mãn gì? Đề bài. Đúng không? Số lớn nhất thỏa mãn đề bài của chúng ta sẽ là gì? 1 này, 0 này. Vì chúng ta làm tròn đến đây mà, đúng không? Thì cái số tiếp theo của chúng ta phải là số 4. Để khi mà chúng ta làm tròn đến đây, chúng ta sẽ thấy là 4 nhỏ hơn 5 thì chúng ta phải làm tròn xuống, được chưa? 4 này, thì hai số còn lại phải là 9, 9, 9 để thỏa mãn nó lớn, lớn nhất, được chưa? Số bé nhất. Thỏa mãn. Đề bài. Lúc này cái số bé nhất của chúng ta ấy, nó phải là gì? 1, 0 này, 9 này, 5, 0, 0. Vì sao nhỉ? Em quan sát nhé. Tại sao ở đây có rất là nhiều người đúng không? Người ta sẽ viết ra cái số này. Đây, rất nhiều người ta sẽ viết như thế này. Để mà khi người ta chỉ quan trọng là làm tròn đến đây này. Thì cái số này bắt buộc phải bằng 0. Tức là cái số này ban đầu cố định nó đã phải bằng 0. Nhưng không phải nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể là gì? Số... lúc đầu của chúng ta là số 9. Để khi mà chúng ta có ở đây là số 5 này, thì chúng ta làm tròn thì cái số 9 này của chúng ta phải thêm một đơn vị đúng không? Thì nó sẽ thành 10. Thì chúng ta viết 0 và chúng ta nhớ 1 sang đây thì vẫn thỏa mãn đề bài. Vì vậy cái kết quả này là không đúng nhé. Mà kết quả số bé nhất của chúng ta là đây, được chưa? Còn kết quả số lớn nhất của chúng ta là đây, được chưa? Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 5. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 6. Thì bài tập số 6 là gì nhỉ? Hãy ước lượng kết quả của các phép tính, rồi sau đó so sánh với kết quả tìm được bằng máy tính đúng không? Nào, bây giờ nhá, cô sẽ có bài 6 này, đúng không? Bây giờ cô cần phải làm gì nhỉ? À, cô cần phải ước lượng các cái kết quả này đúng không? Thì ở đây tất cả nhá, cô sẽ chọn là làm tròn đến hàng đơn vị, được chưa? Tất cả các bài toán này cô đều làm tròn đến hàng đơn vị. Và sau khi mà làm xong rồi thì cô sẽ bấm máy tính kiểm tra lại nhé. Đó, đây, máy tính đây đúng không? Nào, đối với ý A này. Ý A đúng không? Của chúng ta là gì? Âm 35,1 này. Nhân với âm 64 này. Chia 10, 13 đúng không? Lúc này cô sẽ lấy cho nó xấp xỉ bằng này. Âm 35,1 cô làm tròn đến hàng đơn vị. Thì cô sẽ được là âm 35 này. Nhân với âm 64 này, đúng chưa? Và cô chia cho 10, 13 đúng không? Lúc này của cô nó sẽ bằng gì? Bằng nhá. Ở đây là cô đã dùng xấp xỉ rồi đúng không? Ở đây là cô dùng bằng này. Âm 35 mà nhân với 64 thì nó sẽ thành là 35 này. Nhân 64 này. Rồi sau đó chia cho 10, 13 đúng không? Nào, âm 35 mà nhân với 64 bằng bao... À, cô xin lỗi. 35 mà nhân với 64 bằng bao nhiêu nhỉ? À, 35 mà nhân với 64 của cô sẽ bằng 2240 đúng không? Và bây giờ cô chia cho 10, 13 nào. Cô chia cho 13 thì bằng bao nhiêu nhỉ? À, nó sẽ bằng gì?
2240 này phần 10, 13. Và cô bấm máy tính được cái kết quả này. Đây. Đúng không? Và nó sẽ xấp xỉ bằng mấy? Nó xấp xỉ bằng gì nhỉ? À, một lần nữa xấp xỉ đúng không? Nó sẽ bằng 172 này. Đây, 172, phẩy phẩy mấy được? Cô sẽ lấy sau một chữ số nhá. Phẩy 3, được chưa? Phẩy 3 này. Đúng không? Và bây giờ cô sẽ đi bấm máy tính đúng của cái phép tính này. Đúng không? Nào. Âm 35,1 này nhân với âm 64 này, đúng không? Chia 13 này bằng này. À, kết quả của nó sẽ bằng bao nhiêu? Đây, cô bấm máy tính này. Âm 35,1 này nhân với âm 64 này, được chưa? Và cô chia cho 10, 13. Vậy kết quả của nó sẽ là gì? Đây. Đúng chưa? Nó sẽ là 860, 64 này phần 5, và nó bằng bao nhiêu nhỉ? À, bằng 172,8. Vậy là ở đây nó đã chênh lệch nhau bao nhiêu nhỉ? À, chênh lệch nhau 0,5, đúng chưa? Cái sự chênh lệch này. Chênh lệch này, đúng không? Cô sẽ lấy cái số lớn hơn đi. Cô trừ cho số bé hơn là 172,3. Vậy lúc này ở đây của nó là sẽ là chênh lệch 0,5. Vậy là kết quả mà chúng ta ước lượng nó sẽ chênh lệch với đề bài 0,5. Được chưa? Nào, cô B này. Cô B của cô là gì nhỉ? Âm 8,8 này. Đúng chưa? Cô nhân với gì? Cô nhân với âm 4,1. Và cuối cùng là cô chia cho 2,6, đúng không? Nào, bây giờ cô sẽ cùng ước lượng nhé. Cô sẽ làm tròn đến hàng đơn vị này. Đúng chưa? Làm tròn đến hàng đơn vị. Lúc này nó sẽ xấp xỉ này. Số thứ nhất khi mà cô làm tròn đến hàng đơn vị nó sẽ thành âm 9 đúng không? Vì 8 mà làm tròn lên đúng không? Đây, tiếp tục này, nhân với gì? Nhân với âm 4, số thứ hai làm tròn đến hàng đơn vị này. Số thứ ba làm tròn đến hàng đơn vị chính là chia 3, được chưa? Nào, bây giờ chúng ta cùng làm nhé. Âm 9 mà nhân với âm 4 thì nó chính là thành 9 này, nhân với 4 và chia cho 3. Mà 9 nhân với 4 thì bằng bao nhiêu nhỉ? À, bằng 36 đúng không? 36 mà chia cho 3 thì bằng 12. Vậy là kết quả cô ước lượng được sẽ là 12. Được chưa? Kết quả cô ước lượng được là 12 này. Vậy bây giờ cô sẽ tính cái kết quả đúng của nó ra bằng cách bấm máy tính nhé. Âm 8,8 này nhân với âm 4,1 này chia cho 2,6 nào bằng này. Cô bấm nào. Âm 8,8 này. Đúng chưa? Nhân với gì? Âm 4,1, được chưa? Và cô chia cho 2,6. Nào, kết quả của cô là đầu tiên này nó sẽ ra một cái phân số là bao nhiêu nhỉ? À, 902 phần 65 đúng không? Và nó sẽ bằng cái số thập phân gì nhỉ? Đây, 13. 13 này, phẩy này, 8, 7, 6, 9, vân 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 vân, đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa nào? À, rồi, sau khi mà chúng ta đã tính ra được như này rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái kết quả cho cô. Đây, chúng ta thấy kết quả nó thế nào nhỉ? À, nó lệch nhau hơn hẳn một đơn vị này. Cái sự chênh lệch ấy, cô sẽ tính ra luôn cho các em thấy nhé. Chênh lệch này, cô sẽ lấy cái số lớn thì cô trừ đi số bé đi. Số lớn thì cô làm tròn luôn nhé. Cô sẽ lấy là 13,9 này, trừ đi 10, 12. Và kết quả của cô sẽ là gì? À, 1,9. Vậy là nó lệch nhau 1,9, được chưa? Lệch nhau 1,9 này, được chưa? Đây. Tiếp tục nào. Bây giờ cô sẽ chuyển sang câu C này. Câu C là 7,9, được chưa? À, 7,9 nhân này với âm 73, được chưa? Và chia cho âm 23, được chưa? Nào, bây giờ 7,9 cô lại làm tròn lên là nó xấp xỉ thành 8 này, nhân với âm 73 này, và chia cho gì? Âm 20, 23 đúng không? Nào, 8 mà nhân với gì? 8 mà nhân với âm 73 thì bằng bao nhiêu nhỉ? À, nó sẽ bằng âm 584 này. Lúc này của cô sẽ chia cho âm 20,
âm 23 đúng không? Và nó bằng bao nhiêu? Chia cho âm 23 này của cô thì nó sẽ bằng một cái phân số đấy là gì? 584 này phần 23 và nó sẽ bằng bằng cái số thập phân đây. Cô bấm ra này. Số thập phân là 25,39 nhá. Cô lấy hai chữ số thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ bấm cái này cho nó ra cái kết quả đúng này. Là 7,9 này nhân với âm 73 này và chia cho âm 23 nào. Đây. 7,9 đúng chưa? Nhân với gì? Âm 73 này và chia cho âm 23, được chưa? Nào, đây, cô được cái phân số là gì nhỉ? À, cô được cái phân số là 5767 này phần 230, được chưa? Bây giờ cô tính chênh lệch nhé. Cô tính chênh lệch, thôi được rồi. Bây giờ cô tính chênh lệch, cô sẽ không dùng đến cái số thập phân này nữa, được chưa? Cô sẽ lấy hai cái phân số này để cô tính chênh lệch này. Nào, chênh lệch bây giờ nhá, cô sẽ lấy cái số lớn mà trừ đi cái số bé đúng không? Số lớn này là 584 phần 23 mà trừ đi 5767 phần 230. Nào, em trừ giúp cô xem nào. 584 này phần này 23 mà trừ đi phân số 5767 này phần 230 này. À, vậy là nó chênh lệch với nhau là 73 phần 230. Và nó xấp xỉ bằng bao nhiêu? À, nó xấp xỉ bằng 0,332 nhé. Vậy là cái sự chênh lệch này ở đây sẽ là 0,32, được chưa? Vậy là cô và các em chúng ta vừa hoàn thành xong toàn bộ bài tập của bài số 3. Thì sau khi mà học xong bài học này này, thì cô và các em chúng ta sẽ củng cố lại những gì mà chúng ta đã học được. Thứ nhất là gì nhỉ? À, biết làm tròn số thập phân đúng không? Thứ hai là biết ước lượng kết quả các phép tính. Và thứ ba là vận dụng được các quy tắc làm tròn và ước lượng vào các tình huống đơn giản trong thực tế đúng không? Khi mà chúng ta đi ra chợ, chúng ta mua hàng chẳng hạn. À, chúng ta luôn thấy là tại sao các bà bán hàng luôn nhẩm nhanh hơn chúng ta đúng không? Thực ra là vì sao nhỉ? À, vì họ có cái cách gì? Cái cách làm tròn số và sau đó họ sẽ ước lượng ra được cái kết quả chuẩn xác, được chưa? Và nó có chênh lệch thì nó sẽ chênh lệch không quá là nhiều đúng không? Và cô hy vọng là với một bài học mà cô cung cấp như thế này thì sẽ giúp các em cũng như là đồng hành với các em trong suốt là quá trình các em học lớp 6 nhé. Rất là cảm ơn các em đã luôn theo dõi bài giảng của cô. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.